chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha. Tôi biết rồi, tôi nghỉ chơi luôn đó. Ây vô, quên xin mình đi. Và lại là mình, và vẫn là mình, và mãi mãi là mình. Thì đây là mình đây. Chứ còn ai nữa anh em giờ? Đúng rồi. Lại là tôi, là Roy đây. Và như video ngày hôm trước là tôi đã chơi cái tựa game Skibidi tiến hóa cái thời kỳ cực kỳ là viết và gồ và cực kỳ là mới luôn. Thì lần trước là tôi đã nâng cấp lên được cái con TV Man mà phiên bản mà viết và gồ hiện tại nó đang nằm ở trong đây đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nâng cấp lên một cái gì đó viết và gồ hơn thế nữa các bạn ạ. Hiện tại nó đang có 10,6M đấy, 10,6M tiền rất là nhiều luôn em ơi. Cái này là bao cá, là chơi chọn gói, chơi combo, chơi luôn rồi. Ok, và trước khi đầu video ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên là hãy dành chút thời gian ra và ủng hộ cho SuperBTV Roblox.com, Super Gạch Roblox Club Food giá rẻ, cày thuê siêu tốc, Robot 120 giờ, và có cả Game Pass giá rẻ, còn có rất là nhiều ạc Roblox Club Food giá cực kỳ là hời mà lại rất là phải chăng, chỉ có mặt tại shop của tôi. Và khi mọi người mua hàng ở shop tôi, các bạn hãy nhớ là nhập ngay mã code Ruby đẹp trai để có thể mà được giảm ngay 10% tất cả những sản phẩm trong shop của tôi luôn nha. Đường link shop của mình sẽ để dưới phần mô tả và phần bình luận nha. Nhớ ủng hộ tôi để tôi có tiền ăn mì gói. Qua ngày gia mini, cảm ơn mini rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục mà chiến đấu để bảo vệ nền hòa bình thế giới, bảo vệ những cục lớn lộn bậy nha, không người bảo vệ nhỏ đó nha. Cái này là mình phải xem video mới được đây ơi. Rồi thôi kệ, nói chung là mình lấy được gì thì mình lấy trước nha anh em ơi. Cái này là mình sẽ mua nè, miễn phí, mình xem video cái này miễn phí à, chỉ là chỉ lấy thôi. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp, mình sẽ nâng cấp thử lên một con mới nha anh em ơi. Đấy, nâng cấp lên một con mới thì ở cái này thì nó nâng cấp lâu. Đấy, cái này thì tôi nghĩ là chắc là nó nâng cấp lâu vài cả trưởng luôn chứ còn gì nữa. Ui dồi ôi, cái con số 9 này nó nâng cấp lâu quá mấy bạn ơi. Later. Trời ơi, sao nãy giờ ngồi một hồi cày thì tôi đã lên rất là nhiều kim cương và nhiều đá quý rồi anh em ơi. Tập này là tôi mua luôn mấy con này, nhưng mà thôi mua làm gì, bây giờ tôi nâng cấp từ từ anh em ạ. Ấy, người chơi là mình phải tiết kiệm một tí anh em thấy không. Tôi phải ráng tôi tiết kiệm một tí, nhưng mà tôi tiêu có một tí là nó hết rồi các bạn ạ. Cái này mình tiêu có một tí tiền là nó hết rồi anh em ơi. Phải trưởng thực sự luôn.
never thôi. Tầm này mình chỉ có thể mua cái con này thôi các bạn ơi. Tầm này là mình chỉ có thể mua bằng đá quý thôi anh em ạ. Rồi, ok, cộng lại, ngon. Rồi, kết hợp lại, ok. Oh my god. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau test thử chiến mã mới nào anh em ơi. Để coi coi là có mạnh không anh em nha. Rồi, oh my god, ok. Ui dồi ôi, bắn sách nào là ngon sách nấy luôn các bạn ơi. Xoay, xoay. Vãi chữ thực sự luôn. Đấy tụi nó chưa kịp lú đầu ra cái là tụi nó ngẫm hết rồi anh em ạ. Oh my god. Trời ơi, chơi như này lại quá dễ dàng luôn rồi bạn ơi. Đấy, chơi như này quá dễ dàng luôn rồi. Còn con nào, con boss nào ra đây chơi hết. Không sợ boss có thằng nào. Chỉ sợ mẹ tụi tôi. Rồi ra đây. Ủa cái con á, đây là con Skippy đi. Ui ôi, nhiều đấy, nhiều quá. Nhưng mà không sao, với con này của tôi quá mạnh. Rồi trời ơi, con này hơi bị mạnh luôn bạn ơi. Để tôi test thử lần nữa nha. Để coi coi lần này có con boss Skibidi nào mạnh hơn không các em ơi. Nãy giờ con nào con ấy yếu xìu luôn á. Cho con nào mạnh hơn để qua tôi tiêu diệt hết lẹ nè. Ui dồi, càng ngày mấy con Skibidi càng ngày nó càng đông anh em ơi. Đấy, càng ngày nó càng đông mọi người ơi. Nhưng mà không sao, tôi không sợ con nào hết. Không sợ một con nào. Trời ơi, chưa. Rồi, ra hết đi. Không còn con nào ra hết giùm tao cái. Trời ơi, đúng vậy, ra hết đi. Ok. Ui, mấy con này cũng mạnh nghe. Nãy giờ sao tôi chưa thấy con boss nào nó ra hết trơn vậy ta. Chưa thấy con boss nào luôn anh em ạ. Thôi, bây giờ là mình sẽ tiếp tục mình nâng cấp luôn nha anh em ơi. Rồi, mua hai cái con camera nè, đó. Bây giờ sẽ mua thêm hai con camera nữa. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nâng cấp lên nha. Ok. Ui dồi, đây rồi. Wow. Ê, con này có vẻ là VIP Google hơn anh em ạ. Từ từ nha. Ui dồi, nó có cái phóng xạ màu hồng mấy bạn ơi. Ok, ui dồi, rồi, con này là siêu mạnh rồi các bạn ơi. Đó, tôi phóng vừa phóng ra một cái là mấy con Skibidi nó ngẫm hết luôn anh em ạ. Phải chữ ngoài, mạnh đây. Nó chưa kịp lại gần tôi luôn anh em ơi. Ủa, đây rồi, con chùm đây. Rồi chùm đâu ta, đây. Hình như là chùm chuẩn bị tới rồi các bạn ơi. Đây, chùm chuẩn bị tới rồi. Đây, con chùm đây đó. Ui, con chùm mạnh thế. Ui, con chùm này mạnh phết, nó cứng phết luôn các bạn ơi. Nhưng mà không sao, tôi vẫn vượt qua được. Trời ơi, nói về cái này quá là đơn giản luôn mấy bạn ơi. Mình vẫn vượt qua được luôn mấy bạn nha. Ok rồi, cái này đã mình thử mua hai cái này rồi. Mình nâng cấp tiếp tục luôn nha anh em ơi. Để xem cái sức mạnh tiếp theo của nó sẽ như thế nào luôn nha. Tôi vẫn đang khá là thắc mắc luôn mấy bạn. Rồi, nâng cấp. Wow, nó đã nâng cấp lên một tầm cao mới rồi anh em ơi. Rồi, bây giờ là tôi sẽ chơi con này luôn nha. Con này có vẻ là VIP Burger các bạn ơi. Mức độ 19, ui ôi, bắn một cái là ngẫm luôn anh em ơi. Ui, con này của tôi siêu mạnh luôn các bạn ơi. Rồi, cái này rồi sao mà chơi lại anh em ơi. Đó, cái này không thể nào mà chơi lại luôn các bạn ơi. Rồi, quái cái chữ ngực sự luôn anh em ơi. Đấy, quái cái chữ ngực sự luôn. Rồi, đây còn có con boss nào không? Trời, sao nãy giờ toàn là mấy thùng tiền thôi bạn ơi. Đã đây, bây giờ nãy giờ toàn là mấy cái thùng tiền thôi. Trời ơi bạn ơi, con này bây giờ là quá mạnh rồi. Để tôi sẽ thử tôi chiến đấu một lần nữa. Ui, có con Skibidi mới bạn ơi. Có con Skibidi mới, con có mấy con Skibidi mới nè. Ui, nhưng mà không sao, tôi mạnh mà. Ui, nhưng mà con Skibidi này tốc độ nó nhanh phải chữ luôn mọi người. Tốc độ nó nhanh chóng mặt luôn anh em ơi. Nhưng mà không sao, với sức mạnh của tôi như thế này là tôi chấp được hết các bạn ạ. À, tôi chấp được hết, tôi không sợ con nào hết. Rồi, để tôi tìm ra đây, không biết là cái vòng đấu là tôi có không biết là có con boss hay không luôn các bạn ơi. Không biết là chúng ta có con boss hay là không, nhưng cứ nói chung là cứ chờ đợi anh em ơi. Rồi, ui ôi, càng ngày tụi nó càng ra đông các bạn ơi. Càng ngày càng ra đông rồi. Trời, dễ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau lại nâng cấp tiếp luôn nha mọi người ơi. Nâng cấp tiếp tục. Trời, tôi giàu mà anh em. Đấy, anh em ơi,
Nếu mà các bạn hiểu được hay, nhớ like, subscribe và nhớ kênh tựa kênh của tôi nha. Còn bây giờ đi, bye bye mọi người. Hẹn video mới như vào ngày mai nha. Bye bye.